nhớn nhác tìm người thân trong vụ cháy nhà trọ thương tâm ở Trung Kính, Hà Nội. Vụ tạt acid khi đang nhậu, một người tử vong, một người tiên lượng dè dặt. Đang ăn cơm cùng gia đình thì bị sét đánh trúng tử vong. Tiếp tục giảm mạnh, vàng nhẫn trong nước lùi về ngưỡng 76,6 triệu đồng. Đặc sắc lễ hội Điện Trường Bà. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, đêm ngày 24 tháng 5 vừa qua, vụ cháy nhà trọ 5 tầng ở Trung Kính, Hà Nội khiến nhiều người tử vong đã khiến cho dư luận đặc biệt quan tâm. Tại hiện trường vụ việc, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người nhớn nhác đi tìm người thân của mình. Tại hiện trường, chị Hát đang nháo nhác tìm người thân thuê trọ tại địa điểm vừa xảy ra vụ cháy tại phố Trung Kính. Chị này liên tục hỏi những người hiện trường vụ cháy đã có danh sách chưa, chị đang nóng lòng muốn tìm bạn đồng nghiệp là Nhâm Thị Ngọc Mai. Chị Hát vừa khóc nấc vừa chia sẻ, Nhâm Thị Ngọc Mai là người em ở công ty chị, làm cùng cơ quan. Mai sinh năm 1989, thuê trọ ở tầng 2. Mẹ Nhâm Thị Ngọc Mai đang làm giúp việc ở nhà chị Hát. Chị cho biết Mai có mệnh hệ gì thì mẹ Mai không sống nổi. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai tổ chức cắt phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng phương tiện tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà, cứu được 3 người theo hướng tiếp cận này, đồng thời triển khai phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của nhà ở hộ gia đình, sử dụng dây thang cứu nạn của nhà dân trang bị, cứu được 4 người theo hướng tiếp cận này từ tầng 2 của ngôi nhà. Trước đó vào khoảng 00:46 ngày 24 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường, Công an phường Trung Hòa nhận được thông tin báo cháy từ công dân tại số nhà địa chỉ số 1 ngõ 43/98/31 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó đã báo cáo huy động nhiều phương tiện cùng hàng loạt cán bộ chiến sĩ từ quận Cầu Giấy, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và lực lượng của thành phố Hà Nội tới hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 1 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn. Đến hồi 1 giờ 26 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã cứu nạn được 7 người. Ngôi nhà xảy ra cháy tại số 1 ngách 43/98/31 Trung Kính. Đây là nhà ở gia đình, cho thuê để ở trọ và mua bán sửa chữa xe điện. Ngôi nhà cách mặt phố Trung Kính khoảng 200 mét. Ngôi nhà xảy ra cháy, quy mô gồm một nhà 2 tầng, một tum, bố trí sân phơi thoáng và một dãy nhà 3 tầng, mỗi tầng 4 phòng, hành lang hở phía trước. Nhà được xây dựng với diện tích khoảng 150 m2 trên tổng diện tích khu đất xây dựng là 205 m2. Phần diện tích còn lại khoảng 55 m2 là sân trống bố trí để xe máy, xe đạp điện. Tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà là 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở trên tổng số 12 phòng cho thuê, 10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở. Liên quan đến vụ tạt acid tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh khiến một người tử vong, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận 5 nạn nhân bị thương nặng, trong đó có trường hợp suy hô hấp, tiên lượng dè dặt. Cụ thể, bệnh nhân nặng nhất hiện đang được điều trị tại khoa phòng phẫu thuật tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân là nam, sinh năm 1986, quê Long An, nhập viện trong tình trạng phỏng vùng mặt, thân tay, đánh giá phỏng khá nặng vùng mặt, nhập viện đêm 22 tháng 5. Ngay lập tức, bệnh viện báo động đỏ. Tại phòng cấp cứu, bệnh nhân được đặt nội khí quản và thở máy do biến chứng suy hô hấp. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Phước Tiến, phó khoa phòng phẫu thuật tạo hình cho biết, hiện bệnh nhân đang thở máy qua nội khí quản, tình trạng mê, có sử dụng an thần, được thay băng, chăm sóc vết thương phỏng, sử dụng giãn phế quản và khám viêm để điều trị. Bệnh nhân được tiếp tục hội chẩn chuyên khoa nội tim mạch, theo dõi tình trạng hội chứng Brugada, một dạng rối loạn nhịp tim. Nam bệnh nhân suy hô hấp do viêm phổi, phỏng kết mạc hai mặt độ 3, độ 4, phỏng da diện tích khoảng 15% độ 2 ở mặt và tứ chi, biến chứng toan chuyển hóa, suy thận cấp, tiên lượng dè dặt. Còn 3 bệnh nhân khác đang điều trị tại khoa mắt, sinh năm 1984, 1988 và 1990. 2 bệnh nhân ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh và 1 bệnh nhân ngụ tại Đồng Tháp. Các bệnh nhân được điều trị thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau tại chỗ và toàn thân, tiếp tục rửa mắt cho bệnh nhân và thoa thuốc bỏng vùng da bị tổn thương. Trong đó, tình trạng của 2 bệnh nhân nhẹ, tiên lượng tốt, bỏng mắt độ 2, thị lực đếm ngón tay trên 1 mét. có một bệnh nhân tình trạng nặng, một mắt thị lực bóng bàn tay, mắt còn lại đếm ngón tay, bỏng độ 2, cần theo dõi thêm. Còn một bệnh nhân khác tình hình nhẹ, hiện đã được xuất viện. Trước đó tối ngày 22 tháng 5, một nhóm khoảng 11 người tổ chức nhậu trước một dãy trọ trong hẻm đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Sau đó một người đi về phòng trọ trước, rồi bất ngờ cầm theo can axit chưa rõ loại và một con dao Thái Lan đi ra tạt thẳng vào cả nhóm đang nhậu. Trong đó, nạn nhân 44 tuổi ở gần nên bị dính axit nhiều nhất, tử vong sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. 7 bệnh nhân khác bị thương, riêng 2 người đàn ông khác đã về trước nên tránh được nạn. Sáng ngày 23 tháng 5, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm. Hiện Công an quận 7 phối hợp Công an Thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai làm rõ vụ việc. Tối ngày 23 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Ea Tling, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến một người phụ nữ tử vong. Được biết sự việc xảy ra khi người này đang ngồi ăn cùng gia đình. Nạn nhân được xác định là bà DTP 39 tuổi, ngụ thị trấn Ea Tling, huyện Cư Rút. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18:30 tối ngày 23 tháng 5, bà P cùng chồng và các con đang ăn cơm tối. Thời điểm đó, trên địa bàn huyện Cư Rút, trời mưa to kèm theo sấm sét. Trong lúc gia đình bà P đang ăn cơm thì bị sét đánh trúng người. Vụ việc khiến bà P tử vong ngay sau đó. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Ea Tờ Linh, vợ chồng bà P có 3 con trai từ 10 đến 16 tuổi, hoàn cảnh gia đình nạn nhân tương đối khó khăn. Sau khi nắm thông tin vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Ea Tờ Linh đã đến thăm hỏi chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bà P. Ngày 24 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 51 du khách nhập viện. Theo đơn vị này, đến nay vụ nghi ngộ độc xảy ra vào tối ngày 12 tháng 5, chưa xác định được nguyên nhân do các mẫu thức ăn tại nhà hàng nơi đoàn khách 750 người ăn tối không có lưu. Văn bản của Sở Y tế Bình Thuận nêu đến nay chưa xác định được bữa ăn tại nhà hàng hay ăn ở bãi biển và thức ăn nguyên nhân. Kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn lưu của nhà hàng Hồng Vinh đều đạt theo QCVN 83/2012 BIT, nhưng cơ sở tự đi kiểm nghiệm mà chưa có sự đồng ý của cơ quan chức năng là không đúng theo quy định. Cơ quan chức năng đã xử lý về hành vi thực hiện việc lưu mẫu thức ăn 24 giờ không đúng quy định đối với nhà hàng này. Cũng theo Sở Y tế Bình Thuận, qua điều tra cho thấy các du khách nhập viện cũng là những người sau khi ăn tối tại nhà hàng rồi tiếp tục về khách sạn tự mua thực phẩm, hải sản bán rong dọc bãi biển để ăn tiếp. Sở Y tế Bình Thuận nhận định sơ bộ nguyên nhân ban đầu vụ nghi ngộ độc thực phẩm là do ăn uống thực phẩm bán rong không đảm bảo về an toàn thực phẩm. Trước đó, tối 12 tháng 5, đoàn khách Việt Travel gồm 750 khách ở tại Resort Sea Lion có ăn cơm tối tại nhà hàng Hồng Vinh, thành phố Phan Thiết với thực đơn hàu đút lò, ghẹ hấp, ốc hương rang tiêu, cá mặt quỷ nấu cà ri, mực ống nhúng giấm, lẩu hải sản, nho. Đến khoảng 21:30 cùng ngày, đoàn quay về Resort Sea Lion nghỉ. Sau đó, có một nhóm người xuống bãi biển gọi thêm tôm nướng và thực phẩm khác không rõ loại để nhậu. Đến hôm sau, có tổng cộng 51 người nhập viện với các biểu hiện ngộ độc. Mới đây, tại phiên sáng ngày 24 tháng 5, giá vàng đồng loạt đi xuống, trong đó giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong nước giảm 400.000 đồng, còn vàng SJC cũng điều chỉnh 300.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên ngày 23 tháng 5. Tại thời điểm 9 giờ, công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 75,12, 76,62 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Công ty Phú Quý niêm yết vàng nhẫn tròn 4 số 9 từ 75,10 đến 76,60 triệu đồng một lượng, cùng giảm 400.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng SJC cũng đồng loạt giảm xuống. Cụ thể là công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và công ty Việt Nam Gold cùng niêm yết giá vàng SJC từ 87,50, 89,50 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước. Tương tự, công ty Doji thông báo giá mua vàng SJC ở mức 87,50 triệu đồng một lượng và bán ra là 89,30 triệu đồng một lượng, giảm 300.000 đồng một lượng so với chốt phiên trước. Phiên hôm qua, thương hiệu này giảm 1,1 triệu đồng một lượng, chênh lệch giá mua, giá bán ra quanh mức 2 triệu đồng một lượng. Sau gần 3 năm vận hành, lượng hành khách đi lại trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông tăng cao. Tuyến đường sắt đô thị này đã chứng minh bằng thực tiễn về tính ưu việt của phương thức vận chuyển nhanh, khối lượng lớn, văn minh và hiện đại. Trong ngày 23 tháng 5, rất đông người dân đã lựa chọn tàu Cát Linh Hà Đông làm phương tiện đi lại. Vào khung giờ cao điểm sáng và chiều, tại các toa tàu luôn kín chỗ, thậm chí nhiều khách phải chen chân đứng trong lúc tàu di chuyển. Phần lớn hành khách đi tàu là người cao tuổi, học sinh, sinh viên và người lao động, nhân viên hành chính vào trung tâm thành phố để làm việc và trở về nhà khi tan sở. Khẳng định tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã được đông đảo người dân ghi nhận là phương tiện đi lại nhanh chóng, an toàn, xanh, sạch đẹp. Ông Vũ Hồng Trường, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Metro Hà Nội, Hà Nội Metro cho hay, mỗi ngày có trên 35.000 hành khách sử dụng tuyến đường sắt này là phương tiện đi lại. Trong số đó, có 47% là người đi làm, 45% là những người đi học và 8% còn lại là đi lại với các mục đích khác. Ông Trường cho biết nếu như thời gian đầu hành khách đi lại trên tuyến chủ yếu là những người đi trải nghiệm, thì hiện tại đã trở thành hành khách đi lại thường xuyên bằng vé tháng với tỷ lệ bình quân trong ngày chiếm 70%. Đặc biệt khách đi lại bằng vé tháng trong giờ cao điểm chiếm trên 85%. Điều này thực sự đã góp phần giảm thiểu mật độ phương tiện trên hành lang tuyến giờ cao điểm, từng bước giảm thiểu ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Nếu như trong giai đoạn đầu, người dân chủ yếu sử dụng phương tiện cá nhân để tiếp cận các nhà ga của tuyến, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro cho biết hiện nay người dân đã chấp nhận đi bộ để tiếp cận các nhà ga, thậm chí trên 2 km và sử dụng xe buýt cũng như các phương tiện công cộng khác để tiếp cận các nhà ga. Ông Trường cho hay, theo kết quả điều tra khảo sát, trên 60% hành khách có xe máy và 18% có ô tô con nhưng vẫn sử dụng đường sắt đô thị để đi lại với những chuyến đi trong vùng phục vụ của tuyến. Đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đi vào hoạt động đã làm thay đổi thói quen đi lại theo hướng chuyển dịch từ sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện công cộng, đồng thời tạo dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh, lịch sự. Trong năm 2024, Hà Nội Metro đặt mục tiêu dự kiến phục vụ gần 11 triệu lượt khách với gần 81.577 lượt tàu. Trong 2 ngày 22 đến ngày 23 tháng 5, tại thị trấn Trà Xuân, Ủy ban Nhân dân huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi phối hợp với Ban Quản lý Di tích Điện Trường Bà tổ chức lễ hội Điện Trường Bà năm 2024. Đây là lễ hội dân gian mang tính đặc trưng độc đáo, có sự tích hợp giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau. Lễ hội Điện Trường Bà do cộng đồng người Việt, người Kho sáng tạo và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Lễ hội trở thành ngày lễ thiêng liêng trong tâm khảm của mỗi con người đất Quế Trà Bồng và vùng lân cận. Dù ở đâu, làm gì, trong ngày lễ hội, người dân đều hướng lòng thành kính tri ân Thánh mẫu Thiên Y A Na và các vị thần đã có công trong việc khai phá vùng đất này. Lễ hội diễn ra với các nghi thức truyền thống gồm lễ rước xác, lễ mộc dục, tế lễ chính điện, tế lễ ngoại đàn, học trò lễ, dâng hương tưởng niệm Thánh mẫu Thiên Y A Na và các bậc tiên hiền. Các nghi lễ được thực hiện trang trọng thành kính theo đúng truyền thống. Đồng thời, trong suốt thời gian tổ chức lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ như múa cổng chiêng, múa lân, múa rồng. Ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trà Bồng cho biết, Điện Trường Bà trở thành di sản vô giá, điểm hội tụ văn hóa tâm linh, biểu tượng sinh động của truyền thống đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự tôn dân tộc của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Ông Hồ Văn Thịnh nhấn mạnh, lễ hội là dịp để du khách trong và ngoài tỉnh tìm hiểu những giá trị văn hóa tinh thần, mang đậm nét lịch sử về cội nguồn dân tộc, thưởng thức sự tinh tế phong phú của các loại hình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho mảnh đất này. Đông đảo người dân địa phương đã đến tham dự lễ hội Điện Trường Bà. Chị Huỳnh Thị Hà đến từ xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành cho biết, những năm gần đây cứ đến dịp lễ hội Điện Trường Bà, chị lại sắp xếp công việc về dự. Đến đây, ngoài tham dự lễ hội, chị còn hiểu hơn về nét văn hóa riêng biệt đặc sắc của đồng bào Kho Quảng Ngãi. Điện Trường Bà được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2014. Năm 2017, lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình, mời quý vị ấn like và đăng ký kênh, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!